Chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Thái Bảo. Thì đến với tối ngày hôm nay thì Bảo sẽ làm một lô cuối cùng của máy khoan 13 ly Taiwan nha. Đó thì sắp tới đây á, thì Bảo cũng được nhiều công ty cho biết là tới tháng 4 đây thì bên Trung Quốc nó sẽ về hàng bên Việt Nam mình á, nó tắc biên nha. Nên là hàng chắc chắn sẽ thiếu, nên là chắc chắn là cái giá là nó sẽ không á, được tốt như bây giờ, nó sẽ còn tăng cao hơn nữa nha. Đó thì Bảo làm chương trình ngày hôm nay thì Bảo cũng muốn giảm giá còn có mấy chục sản phẩm thôi, để mà gom vốn Bảo còn nhập nhiều thứ với là nhiều máy móc khác. Đó thì Bảo làm chương trình hôm nay giảm giá sâu cho anh chị mình. Một con máy khoan nan da pin Panasonic tối ngày hôm nay thông thường anh chị mua 1.250.000, Bảo còn thì chắc tầm khoảng là 30 cây thôi. Bảo tính 1.150.000 chơi đẹp luôn. Đó thì anh chị nào mình tranh thủ thấy nan da Taiwan xài ngon này, pin Panasonic ổn thì mình mua riêng 30 con hay là ba mấy con gì Bảo cũng không nhớ nha. Nhưng mà giá 1.150.000. Rồi Bảo sẽ giới thiệu lại con máy này cho anh chị biết nha. Đó, thân máy thì thông thường anh chị mua hàng pin thì nhiều công ty rất là lớn cũng bảo hành 6 tháng, mà riêng máy khoan nan da Taiwan này bảo hành là thân máy không là 1 năm, pin với sạc là bảo hành 6 tháng nha. Pin là pin Panasonic này. Đó, có mã máy ở trên, thương hiệu là nan da Taiwan nha. 21V 4.0 ampere là chuẩn luôn nha. Đó, không có ghi gian nha. Còn nhiều anh thì ghi quá cao nhưng mà lột pin không đủ. Rồi thương hiệu nan da này, nhà máy lắp đặt tại Đài Loan. Rồi Bảo giới thiệu cái model máy nha. Đó, con máy này model của máy là NI996, tức là motor nó nói là lớn nha, 996 motor không chổi thang brushless, xài pin 18 đến 21, tức là pin Makita cũng được luôn. Đó, vòng tua máy thì cấp đầu tiên trên đầu á là từ 0 đến là 640 vòng, cấp nhanh là từ 0 đến là 1.850 vòng, made in Taiwan ở đây. Đó, em quay vào sát đi em. Đó, lực siết của máy lên đến là 95 Newton nha. Đó, thân máy không bảo hành lên đến 1 năm thì anh chị xài công trình á, có thể là mình thu hồi vốn cũng được khá là nhiều. Mình có thể là nâng cấp nhiều máy hơn nè, cho thợ xài sướng hơn. Rồi phía trước thì đều đèn chiếu sáng rất là xa nha. Đầu sắt này. Đó, cái đầu này là đầu auto lock, nhưng mà máy này nó cũng lock vừa phải thôi nha. Mình hơi ăn gian thì nó còn lock nhẹ nhàng, chứ bình thường phải siết tay là nó sẽ lock lại nha. Có báo pin chứ không có chỉnh lực nha. Đó, điều tốc bằng cò. Thiết kế con máy này á là trước giờ Bảo bán thì hầu như con máy mà cái motor 996 này á bảo hành cực kỳ là thấp luôn. 3 chức năng này. Đó, chức năng bắn vít là đi kèm 20 cấp trượt, khỏe dữ lắm nha. Chức năng khoan không thì mình bóp là trái tay luôn á. Đó, chức năng khoan búa này nè, là tức là mình khoan bê tông á. Đó, con máy đáp ứng được. Với lại con này Bảo đã từng test review khoan lỗ gạch phi 42 cho quý anh chị mình xem luôn. Rồi, nếu anh chị nào mà xem chương trình tối ngày hôm nay mình thấy nan da Taiwan nè quá rẻ về mức giá hợp lý thì anh chị mua. Rồi tiếp tục Bảo vào thùng bên trong xem nó có gì đã, chứ chưa giới thiệu thùng. Đó, bên trong thì máy sẽ đi kèm là một thùng nhựa cao cấp nha. Nhựa này là nhựa dẻo anh chị thấy không? Đó, nhựa cao cấp nên là mình bẻ nó cũng không có bể thùng như những cái thùng mà nhựa kém chất lượng nha. 2 pin một sạc nan da, sạc này là sạc loại lớn nha. Đó là dòng tải lên đến là 4A luôn, tức là mình sạc cục pin này khoảng tiếng hơn là nó đầy rồi nha. Đó, với mức giá rất là rẻ, thân máy bảo hành 1 năm, chân pin phổ thông, chân pin Makita dễ xài này, dễ thay thế phụ kiện thì luôn luôn là sẽ có cho anh chị mình. Đó, từ 1.250.000 giảm còn có 1.100.000 thôi. Thì anh chị mua thì một con máy này rất là sướng, xài pin lớn này, máy khoan to, đầu 13mm. Đó, thân máy thì bảo hành 1 năm, pin sạc vẫn là 6 tháng thôi nha. Rồi anh chị nào mà quan tâm sản phẩm máy khoan pin này, Xài gia đình thì con này cầm pin rất là lâu, còn công trình á, thì mình được bảo hành 1 năm nên là mình yên tâm. Rồi bây giờ á, anh chị muốn đặt hàng có thể liên hệ 3 số hotline trên màn hình giúp Bảo. Rồi Bảo xin kết thúc video tại đây. Nhớ là đừng quên bấm đăng ký kênh để mình nhận nhiều video kế tiếp nha.